cheese. Các bạn dancer của vũ đoàn Ô ạ. Yeah. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Nikki Monster. Rất là cảm ơn Kara với một
tiết mục vô cùng sôi động trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ cho Duy Khánh hỏi là tại sao ngày hôm nay Nicky đã có mặt trong sân khấu của Gương Mặt Thân Quen và đặc biệt là xuất hiện trong tiết mục của Cara Phương? Dạ, điều đầu tiên Cara muốn chia sẻ là tại vì đúng theo bản gốc thì có phần trình diễn của anh ST. Đa số là những động tác dance rất là nhiệt huyết luôn ấy. Nhưng mà Cara có một mối quan hệ thân thiết, bọn mình là bạn với nhau ở ngoài. Thân cỡ nào? À, thân cỡ như vậy. Dạ, nâng như trứng hứng như hoa ôm vào lòng ạ. Ôm vào lòng và ngày hôm nay mình ôm lên thẳng sân khấu của Gương Mặt Thân Quen luôn đúng không? Nhưng mà có khó không khi mà ngỏ lời với Nicky? Khó không bác? Đầu tiên em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, đến tất cả ban giám khảo cũng như là tất cả khán giả và các thí sinh, các anh chị ạ. Nicky có chào Khánh không? Khánh thì luôn ở trong team Nicky rồi, thế nên không phải chào nữa. Wow. Thật ra là khi mà Cara có nhắn bảo là Nicky ơi, sắp tới có một tiết mục Cara cần sự hỗ trợ của em, thì em có rảnh không thì giúp. Thì Nicky chẳng cần biết là tiết mục gì cả, Nicky bảo ok, nhận luôn. Thế là say không, yes ngay lập tức đúng không? Không suy nghĩ gì hết luôn á. Nhưng mà chỉ trong một tuần thôi mà hai bạn đã có một cái màn diễn kết hợp cùng với nhau rất là ăn ý. Phải công nhận là ngày hôm nay là một tiết mục quá tuyệt vời của Cara Phương. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Cara Phương và Nicky. Cảm ơn Nicky rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nghe những lời nhận xét đến từ ban giám khảo. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét đầu tiên đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Xin mời. Đây không phải là một cái bài hát mà nó quá khó với là Bảo Thi cũng như là với Cara. Bởi vì anh biết rằng Cara sẽ có thể hát được những cái bài nó còn khó hơn nữa. Nhưng mà nếu như một cái bài hát tuy là không khó mà phải làm sao cho nó hấp dẫn đây, nó mới là vấn đề. Đó, thì ở đây em có cái sự kết hợp với vũ đạo rất đẹp mắt. Và càng về sau nó càng lôi cuốn, nó càng hấp dẫn hơn. Và hôm nay em đã mang lại cái tinh thần của một ca sĩ Bảo Thi trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen. Giọng em cũng nghe giống giọng của Bảo Thi nữa. Những cái nốt mà cái âm sắc nó hơi cao một tí ấy, thì em có cái âm sắc rất giống với Bảo Thi. Đó, cho nên là em làm được cái điều đó ngày hôm nay. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất là nhiều. Ngay sau đây sẽ là phần nhận xét đến từ giám khảo Mỹ Linh. Xin mời chị ạ. Cara lúc mà mới ra để hát là rất là giống Bảo Thi. Tuy nhiên là cho đến tận giữa bài chị vẫn cảm thấy rằng là nó có cái gì đấy nó chưa đủ cuốn hút. Thì chị cứ phân vân nghĩ xem là liệu là nó có cái gì sau đó hay không. Thì cuối cùng là có câu trả lời liền. Khi các bạn vũ công nữ là cởi bỏ cái áo vest bên ngoài và chạy ra mặc cái áo đỏ. Thì cái phần vũ đạo lúc đó rất là đẹp mắt. Và em đã hoàn toàn hóa thân thành Bảo Thi ở cái lúc đó. Những bước chân rất là điêu luyện và nó bắt đầu lôi mọi người vào dần để cuốn vào cái bài nhạc của mình. Thì chị thấy rằng là Cara có một cái điểm mà các không biết là Cara có tự biết về bản thân mình hay không. Đó là em rất là lì. Lì đòn đó chị. Lì đòn. Dạ. Tức là đến giữa bài là cô vẫn cứ mặt lạnh tè, miệng thì cười, nhưng mà đầu óc cô là rất là tỉnh táo. Và cô rất biết cô đang làm gì. Và có thể là vì bạn của em ra đấy, lại hai đứa lại thân nhau á. Thì nó có một cái độ gọi là tương tác với nhau mà mình cũng có cái niềm tin hơn ý. Nên là cái phần sau là cũng gọi dùng từ gọi là bùng nổ cũng được. Rất là hay đấy. Chúc mừng em vì hôm nay có tiết mục hay. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất nhiều ạ. Nãy giờ ngồi nghe nhận xét của anh Đại Nghĩa và cả chị Mỹ Linh thì Khánh thấy là chị Ốc gật gù rất là nhiều. Phải chăng là chị đang đồng tình với những cái lời nhận xét của cả hai anh chị đúng không ạ? Chị không đồng tình. Chị đồng quan điểm. Dạ, chị đồng quan điểm. Bắt bẻ em nó chi khó quá. Ốc em ơi. Đồng ý được chưa? Nói chưa, Cara là một cô gái rất là thông minh. Em biết mình đang làm gì như chị Mỹ Linh đã nói. Và em chia cái sức của em để ở cái phần đầu tiên á, em để cho mọi người thở nhẹ thôi. Xong bắt đầu đến khúc sau mà phải sung hơn thì bắt đầu em lôi người ta vào cái cảm giác, và lúc đó là không thể rời mắt ra khỏi em luôn. Cứ thế mà nhìn em cho đến tận phút cuối cùng của bài biểu diễn này. Và ngày hôm nay phải cảm ơn Cara Phương. Bởi vì em đã tái hiện lại hình ảnh của Bảo Thi gần như là hoàn hảo. Chỉ có khác một chút xíu thôi. Đó là dù là ở hình ảnh nào thì Bảo Thi vẫn có nhiều cái sự ngọt ngào, nũng nịu. Còn Cara Phương thì lại cá tính hơn, mạnh mẽ hơn, cho nên là có thể là về độ nũng nịu thì sẽ ít hơn Bảo Thi một chút. Nói chung đây là một tiết mục đẹp, thú vị, và khi mà mọi người xem sẽ thích, nhất là các bạn trẻ sẽ rất là thích. Chúc mừng Cara Phương vì tiết mục này. Dạ, cảm ơn nhiều ạ. Cảm ơn chị Ốc Thanh Vân, cảm ơn ba vị ban giám khảo rất là nhiều, và một lần nữa chúc mừng Cara Phương.